Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào chiều nay ngày 27 tháng 6 năm 2018 trên đường Trần Quốc Toản thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Ngô Tùng Châu, 47 tuổi, đi xe máy chở theo vợ là bà Lê Thị Nguyên, 45 tuổi, và con trai là Ngô Quốc Duy, 8 tuổi, trên đường Trần Quốc Toản theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thành phố mới của tỉnh Bình Dương. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh thì xe container chạy cùng chiều đi phía sau đang quẹo phải tông trúng. Sau đó cán qua người và xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ. Người con trai may mắn văng ra ngoài bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo nhiều người dân, khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến xe container khiến nhiều người thương vong.